là một trong 13 tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng Tháp thừa hưởng đậm đà nét đẹp miền Tây, từ thiên nhiên trù phú, văn hóa hào sảng đến con người đôn hậu. Sông nước quê em sáng lớn chưa rồng, cây lúa trên đồng mát rượi đầy bóng. Thương từng giọt máu hôi, thương mùa nước nổi vẫn không xa rời. Phù sa núi lớn tình quê mấy đời. Đặc biệt là tỉnh thành duy nhất có địa bàn ở cả hai bờ sông Tiền, Đồng Tháp sở hữu hệ thống sông ngòi chằng chịt, quanh năm được phù sa bồi đắp nên thuận lợi để phát triển các ngành nghề thủy sản, nông nghiệp, giao thông đường thủy và du lịch sinh thái. Kết hợp cùng với sự nỗ lực và chuyển đổi mạnh mẽ, Đồng Tháp trở nên đầy tiềm năng và thu hút nhiều sự quan tâm. Xin mời anh em đệ nhất mưu sinh cùng khám phá vùng đất màu mỡ mang tên Đồng Tháp. Chào bà con miền Tây, chào tất cả bà con Đồng Tháp. Đệ nhất mưu sinh đã đến rồi đây. Chào anh. Coi chừng bị bắn tốc độ nha. Bắn. Tụi em đi mưu sinh đây. Nói chung là về miền Tây mình không có lo đói. Đúng, chỉ có lo là không có người nhận mình đi làm kiếm tiền thôi. Đúng rồi. Chào mừng hai anh đến với miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng, nơi nổi tiếng vì sự mến khách nồng nhiệt và vô cùng hào sảng. Vì vậy chương trình hy vọng hai anh sẽ có một hành trình mưu sinh hết sức rực rỡ tại nơi đây. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Bao nhiêu kinh nghiệm của đợt đầu tôi sẽ dồn hết cho đợt 2. Trước tiên mời hai anh chia sẻ về cảm nhận sau khi trải qua hành trình mưu sinh tại Bình Dương, đặc biệt là với anh Tiến Luật, người vừa hoàn thành trận mưu sinh đầu tiên của đệ nhất mưu sinh mùa 2. Mọi người ơi, rất là bất ngờ luôn. Tất cả những cái mà mình quay, mình phát là quay thật hết mọi người. Lúc đầu á, bản thân Luật á, khi mà chương trình lên họp nói là sẽ rất là khó khăn, Luật không nghĩ là khó khăn tới vậy đâu. Khi mà mọi người thấy á, là vô cái lò gớm phát lương 50.000, Lực phản ứng, Lực nói ủ sao kỳ vậy, tưởng đâu là chương trình sắp xếp bắt là cái ông chủ ông đưa tiền tôi ít, nhưng mà thật sự ra là tiền đó là mọi người quay thiệt luôn. Cho nên là bây giờ là tôi hiểu rồi, tôi hiểu Luật chơi rồi mọi người. Thật ra là tại vì đó là cái chặng đầu tiên của Luật khi mà tham gia chương trình đệ nhất mưu sinh, thì có những cái Luật rất là bất ngờ vì chưa bao giờ mình được cầm một cái số tiền mà nó ít mà mình phải làm nhiều đến như vậy, đúng không? Đúng rồi. Là thì cái đó là cái biểu cảm rất là đời thường và thật. Mà Huy Khánh cũng có coi nha, cũng có thấy comment nha, cũng có nói Luật sao nói chuyện rất là thẳng thắn, nói chuyện mày tao với một đứa nhỏ, nhưng đó là cái tính cách của một con người khi ở ngoài đời gặp một người bình thường khác. Nếu như mọi người mà diễn với nhau là ơi, cháu bán cho chú một tờ vé số thì nghe nó rất là làm bộ, đúng không mọi người, đúng không Luật? Đúng rồi. Thì mình đi mưu sinh thực tế thì mình phải nói chuyện thực tế thôi. Cũng giống như là biên tập cũng nói chuyện rất là thực tế với chúng tôi, cứ đòi tiền chúng tôi hoài. Cái quan trọng của đợt 2 là tôi hy vọng một điều là anh em tôi đã cực lắm rồi, cho nên chương trình đừng có đưa báo xuống nữa. Đợt 1 là có mình ông Hoàng Mập là tôi sợ dữ lắm luôn rồi đó, tôi nói thiệt. Ngoài anh Hoàng ra thì còn khách mời nào trong mắt các anh là báo thủ nữa không ạ? Bùi Công Nam. Ừ. Và chương trình cảm thấy là các anh đang rất hào hứng với chặng 2. Thì sau đây xin phép được công bố Luật của chặng 2 như sau. Luật cơ bản không có gì thay đổi. À, là cũng trừ tiền đồ này nọ luôn hả? Dạ vâng, và hai cast vẫn sẽ bắt đầu hành trình mưu sinh tại Đồng Tháp với số tiền là 0 đồng. Vì vậy ngay bây giờ chương trình xin phép được kiểm tra cũng như là tịch thu toàn bộ số tiền cá nhân mà các anh đang có. Tôi kinh nghiệm rồi, không có đem tiền. Và tịch thu luôn cả trợ lý luôn. À, là cất trợ lý luôn. Cất trợ lý luôn á hả? Trợ lý này cất hơi mệt nha, nó bự lắm. Giấu nó luôn đi chứ đêm qua nó hành anh cũng mệt lắm rồi. Sau khi kết thúc chặng mưu sinh, số tiền của ai nhiều hơn sẽ giành chiến thắng và nhận được 20 triệu đồng. Và sau hai chặng mưu sinh, người nào có tổng số tiền còn lại nhiều hơn sẽ là người chiến thắng chung cuộc của đệ nhất mưu sinh mùa 2 và nhận được giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Oh yeah. Ủa tưởng năm nay lên thưởng chứ. Và người chiến thắng chung cuộc sẽ tiếp tục đồng hành cùng đệ nhất mưu sinh ở mùa 3. Oh. Vậy nên hai anh hãy cố gắng tăng tốc tại chặng cuối cùng này nha. Oh yeah, oh yeah. Đặc biệt, sau khi kết thúc hành trình mưu sinh tại Bình Dương, mỗi anh đã kiếm được một số tiền và đó cũng là số vốn của các anh có quyền được rút để sử dụng ở chặng cuối này. Mỗi anh sẽ có quyền rút vốn một lần duy nhất với số tiền tối thiểu là 1.000 đồng và tối đa là tổng số tiền mà các anh kiếm được tại Bình Dương. Số vốn ở Bình Dương của mỗi anh như sau.
của anh Tiến Luật là 3.324.000 đồng, của anh Huy Khánh là 4.100.000 đồng. Hy vọng với số vốn này sẽ giúp cho các anh có thể thực hiện được những kế hoạch mưu sinh vĩ đại để gia tăng thật nhiều lợi nhuận trên con đường giành lấy ngôi vị quán quân của đệ nhất mưu sinh mùa 2 nha. Sau đây, ekip xin công bố một điều cực kỳ quan trọng, đó là hành trình mưu sinh tại Đồng Tháp chính thức bắt đầu. Nhận thấy còn nhiều bỡ ngỡ trên gương mặt của hai anh khi ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đất khách quê người, vì vậy chương trình sẽ đặt cách giới thiệu công việc đầu tiên, hy vọng là sẽ giúp cho các anh được đầu xuôi đuôi lọt. Và vì Đồng Tháp được biết đến là tỉnh thứ ba cả nước về diện tích và sản lượng lúa gạo, nên thật thiếu sót nếu như chúng ta không làm ngay một công việc liên quan đến gạo, đúng không ạ? Xin mời các anh hướng mắt sang bên phải và chào đón công việc đầu tiên của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tài. Ở nhiều khi mình được vô cái khâu ăn gạo thử nữa đó. Ủa anh trong đây là ông chủ bà chủ ngồi đâu anh? Dạ. Ông chủ bà chủ ngồi đâu anh? Đây anh. À, ông chủ bà chủ bên này phải không? Cùng một công ty luôn ha anh. Dạ. Còn công ty lớn dữ trời. Ông bà chủ lớn tuổi chưa anh? Cũng nhỏ. Nhỏ là nhiêu tuổi anh? Còn cũng 41 ngoài anh ơi. 41 ngoài hả? Dạ lớn rồi đó. Tụi em mới 25 mà. Sao mình đi hoài mà mỗi lần mình cứ vô một cái chỗ mới cái lúc nào cũng hoang mang đầu. Ờ luôn bị là hoang mang biết làm gì. Em là em hoang mang thiệt á. Cái đầu tiên em tưởng đâu là chương trình là set sẵn rồi này kia vô chẳng chỉ là diễn thôi. Còn bây giờ là em tin là cái gì real hết rồi đó. Bây giờ mình vô đây là toàn là khu làm việc không à. Mình phải vô cái phòng nào có máy lạnh á mới gặp được ông bà chủ. Ủa? Giờ phải... Gieo qua 4 người nhập gạo đi. Đây, trong phòng máy lạnh có người ngồi nè. Có người ngồi nè. Có người ở trong anh. Cốc, cốc, cốc. Có, cốc. Mát liền. Chào anh. Chỗ mà của sếp ngồi mát. Hai anh cần gì? Dạ... Dạ tụi em cần tiền. Em vô kiếm gạo anh ơi. Kiếm cơm. Thôi mời, mời anh ơi. Dạ, chào anh. Anh giảm máy lạnh cái được không? Tụi em ngoài nắng lạnh quá. Dễ bị sốc nhiệt lắm anh. Rồi, anh có tập gym không? Có. Thấy chưa nè. Có tướng chơi thể thao không? Không, em... Trời. Trung lò với Trung Tài. À, Trung Tài ở dưới Sài Gòn hả? Wow. Giờ còn tập không anh? Còn. Em cứ tưởng anh vác gạo mà bự vậy chứ. Đẹp trai quá ta. Hồi nãy giờ nói dần lơn không mà. Cái này là gạo của công ty mình luôn ha anh? Ở này là hàng hóa mua mua bán. Một năm mình xuất khẩu mấy triệu tấn không anh? Mấy triệu tấn là cả nước. À. Còn riêng ở công ty anh thì có khoảng 200-300 ngàn thôi. 200 ngàn. Là từ dọc đó tới này là của mình hết. À, nó tới đằng kia luôn. Khoảng cây số. Ở đây có nhận người mà đi kiểm tra coi chỗ nào bị hư hỏng xong rồi cái mình chỉ thợ tới sửa nhà xưởng gì không anh? Cái đó là phải có nghiệp vụ mới được. Còn nếu mà hiện tại giờ nó nếu mà có việc làm thì chỉ là làm việc phổ thông thôi, khuân vác gạo thôi. Cái đó anh nói giỡn đúng không? Chứ vác gạo thời buổi giờ ai mà còn dùng sức vác gạo nữa. Không, nói chung thì cũng phải có sức, cũng phải khuân được bao khối lượng từ 25 đến 50 kg. Ây cha. Cuộc sống ổn không? Cũng được thôi kệ, ráng thôi chứ biết sao giờ. Nghe bệnh ngang luôn. Mai đi chỗ khác hay sao? Thôi thôi thôi. Rồi. Đến đây phải ở lại đây hả? Chứ anh nói là dọc một cây số là công ty anh không, anh đi ở đâu cũng đụng anh hết á, sao mà anh né được. Thường mấy người mà việc nặng vậy làm ngày chắc 1.5 triệu mà. Làm gì tới? Không tới hả? Cũng ở đây làm thì công nhân thì cũng đủ sống, ngày làm trọn ngày thì khoảng 200-300. 200-300 là 500. Mình nửa ngày là 250. Mà một gấp tư ngày là khoảng 125. Nửa ngày khoảng 150-200 trở lại. Nếu mà làm quen tay quen chân á. Được bao cơm luôn hả anh? Không. Ủa, ừ. Xưởng gạo mà không bao cơm mà ăn. Tự đem theo. À phải đem chứ theo. Chứ mấy trăm công nhân đâu có ai nấu ăn cho hết cho nổi. Thôi có gì làm nấy đi. Thôi như ngày đầu nấy là hy vọng ảnh thương hồi ảnh cho ít gạo về mình nấu cơm mình ăn. Đúng rồi. Mình ra mình thăm việc làm đi anh ha. Đây là có hai công việc chính. Một là công việc nhập gạo dưới sông lên, hai là xuất gạo từ trên kho xuống. Xuống với phương tiện vác thử đi.
ơi, xuống xe lan tội đó. Trời ơi, cái gì đó hung hút vậy? Em cho anh. Được rồi, được rồi. Trời ơi, trời. Ồ, mấy ông này không đu dây luôn trời. Ờ, không đu dây đó đó, đây dây đó không đu xuống được hay ghê không? Trời ơi. Cái này chở được chắc mấy trăm tấn à. Tôi sợ độ cao, nhìn nó ớn quá. Xuống trước đi, anh quay clip cho, có chuyện gì anh giữ cái clip này lại. Thôi, thôi, thôi. Anh xuống trước cho. Ở dưới mắt đái, đái đâu anh? Đây, thì đái trước đi, đây, đây. Thôi, thôi. Rồi, rồi. Rồi, quay giùm em cái. Con đi đái thì đi, hơi đái quần đó ông nội. Ủa trời, hụt giò, hụt giò, hụt giò, hụt giò, hụt giò. Ê, nó quéo vô trong nhà rồi. Cái cây nó quéo vô trong á. Ok, lật xuống được, 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 được. Trời ơi, trời. Được, rồi anh thoải mái xuống giùm em chụp cho. Thôi ông nội gớp nha. Cái đi còn xong nữa hả, chụp. Tới quay cho lật xuống cái nè. Quéo nha, quéo nha. Ok, bình thường luôn, đi bình thường luôn, đi đi. Quéo quá. Hai anh cùng đi anh. Thầy, để qua lại cho đi, khó chơi. Vậy, trời em bước dài dữ vậy. Không có, nó hụt giò đó. Rắc nè, được. Được. Rắc không? Rắc. Xuống nữa. Rắc không? Rắc. Xuống nữa. Rắc nữa. Rắc nữa. Xíu nữa à. Mừng quá, tới rồi, cặp bến rồi. Trời ơi trời. Là ngày nào cũng liên tục là nó cứ rớt rồi khiêng lên đây ở trong kia xếp vô. Đó, bắt pháo đây, đội thấy vòng vòng. Bắt thử đây luôn, bắt cái dây luôn. Tớ gớt xuống. Xong lụm lên. Rồi, gớt rớt không bể hả? À, xong cái quăng vô đây. Không qua, đội thấy vô. Éo lèo quá ta. Có chưa? Làm việc này từ nhỏ tới giờ luôn hả? Cả tụi em coi kìa, coi kìa. Hai hai nhắm đâu là chúng đó ha. À. Coi đứng dưới đây nè, cô gạo cho mạnh qua mấy anh đây nè. Là mình đứng vậy, nhưng mà đội đầu nó dễ hơn đúng không? Dạ đúng. Chưa có quen. Lật. Rồi lật vô đi. Cái nhà lên, cái nhà lên. Đây nè, thở thở vô giáp nè. Từ 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 từ. Sang vô, sang vô. Đi. Rồi ba kia vô, ba kia vô. Trời ơi. Vô Khánh ơi. Rồi đi. Ủa nè. Hết. Đội sao? Đội 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 lên trước. Đội lên trước. Nè, tôi biết rồi. Không làm gọn dữ rồi trời. À giờ thử đội đầu coi dễ hơn á. Được không? Ngon à. Không thấy cái y gan luôn à. Ê kẹo cổ thiệt nha. Người ta làm một người, người ta làm mẫu cần sữa. Mình hai thằng sữa nhiều quá. Giác ơi, vừa phụ em giác nè. Bắt. Đó, ngon rồi đó. Nè. Được à. Trời ơi, tớt hoài vậy mày ơi. Ủa,
đó là chiến thuật thay người đúng không? Đổi chiến thuật đúng không? Hai cầu thủ dởm ra rồi, đá nhanh lên. Ý huấn luyện viên nói vậy đó. Tăng nhịp độ trận đấu. Ba tiền đạo. Anh phải nói là hai con báo ra rồi. Hai con báo ra rồi. Rồi ba bao liên tục nè. Mệt quá. Nghề nào cũng lắm gian chân. Riêng cái nghề là thua nha. Cái này là thua nha Lực. Chân rung tay mỏi nha. Tay mỏi nha. Cái này mà ráng giác chừng ba bao nữa là ngày mai cổ ngửa không lên luôn á. Nãy vô ngu để cái cổ vô hứng một cái kẹo cái cổ thiệt chứ bộ. Đó thấy chưa ghê không? Máy còn ai nói anh không biết mệt. Kìa ngồi thất thần kìa. Có cái máy nào bắt ánh mắt của anh không? Thấy chưa? Nhìn về tương lai rồi. Nữa tôi sẽ là chủ vựa gạo, tôi sẽ không con giác nữa đâu đồ. Đúng không anh trai? Mình làm vậy mình có ước mơ mình trở thành ông chủ không? Hả? Làm gì nữa? Không có. Phải có ước mơ chứ. Có hoài bão đồ chứ. Để nhẹ nói chuyện chơi cái. Có gia đình vợ con gì không? Có. Mấy con rồi? Hai gái. Nữa tụi nó cũng đi làm ngày luôn hay sao? Đi học. Nay đi học hả? Hồi xưa là do mình chọn nghề này hay là tại vì nguyên cái chai lạng đây làm nghề này hết? Có ngon ở không á mới làm nghề này à, kiếm thêm á, rồi chiều giờ mình có làm thêm nghề khác không? Không. Một nghề một, hết sức rồi đúng không? Thôi ráng làm nha anh. Thường thì mà bao nhiêu bao là nghỉ sao hơi xíu? Cái này mấy em chia ra tí. Có ông nào lười ngồi hoài không? Có được không? Nếu lười ngồi hoài là bị nhắc liền phải không? À, ông ngồi hoài nè. Nón hả? Ủa nón của chương trình mình đâu có không ấy. Tôi lấy nón này tôi tặng cho. Ui. Đó, má trời mãi tuổi 20 nha. Kỷ niệm đó. Đó mọi người thấy chưa? Tưởng nhẹ nhưng mà rất là khó sử dụng cái đầu để vô không hiểu là 50kg nha mọi người, không hề nhẹ nhàng nha. Nãy mình thử rồi đó, giác cũng rớt mà đội cũng không được. Phải nói đây là một công việc rất nặng nha, nguy hiểm nữa. Ủa anh làm gì vậy, ngày lương nhiêu anh? Tùy theo. Là sao ví dụ nguyên cái xà lan này được tổng cộng là nhiêu anh? 300 mấy ngàn một người á anh. 5 người là chất hết cái xà lan này khoảng 2 triệu. Là 500 tấn á. Giờ mình ra mình chia sẻ thẳng với anh là mình thua non luôn đi. Rồi, làm không nổi đâu anh ơi. Ừ, làm nhiều khi mình lại gánh nặng cho ông chủ nữa, mình bị cái gì mất cho công thêm nữa. Lỡ có chuyện gì ông chủ tốn tiền thuốc với mình nữa. Bây giờ em xin hay anh xin? Anh lớn anh xin đi, chứ em mấy ngại mấy vụ xin xỏ lắm. Ủa, tôi thấy bình thường mấy tập trước em xin cũng được lắm mà. Mấy tập trước em xin xong rồi nó kỳ. Mất công khán giả nói em lười nữa đúng không? Không, cái này không có làm bí nha các bạn, cái này là mình làm nữa là nguy hiểm. Thật ra vẫn làm được. Dạ, mồ hôi em chảy đầm đìa nè mọi người. Xin lên làm việc khác nha. Anh trai, anh trai. Anh trai. Anh cho em lên mây bao, mây bố rồi thử gạo vậy đi nha. Miễn sao đúng tiếng lấy lương thôi được rồi. Có, anh còn đem nón chưa? Còn. Kêu cho ông để chút lên lấy cái lên chưa kêu tắt tải đi ha. Thôi giờ anh em mình là xin ông chủ rồi, mình lên làm việc khác đi. Em đi nha, em lên kiếm nó em tặng anh. Lên chuyển nó xuống cho. Trời ơi chịu không nổi các bạn ơi, chịu không nổi. Thua nghề này nặng quá, nặng quá đuối rồi. Không ổn nha. Mình thấy sao rồi? Mệt quá. Để mà làm quá hay anh chuyển viện đó. Một cái xà lan như là 500 tấn. Mà một người một ngày làm việc chỉ có 350 ngàn thôi. Hết 500 tấn. Thấy chưa? Quá trời xinh gái rồi. Cởi nón ra luôn đây. Thôi tôi bỏ chồng. Chồng tay hai qua anh luôn. Chồng tay nhớ rồi chưa? Đi tay.
Bỏ ra đi. Không dám ra gồng với tôi không? Chơi à? Vô à. Ai thắng ly trà đường nha. Vô. Ông bên này, tôi bên này. Tôi gồng với ông thử cái coi coi ông khỏe như tôi không, nãy giờ tôi mới đầu luyện rồi. Vô. Kè, lật dương, kè, kè. Tôi thích ông thôi, tôi chọn ông á. Ê, làm gì anh lại? Làm vô. Cái gì vậy? Rồi chưa? Chưa gì hết, ông gồng rồi, ông thả lỏng coi. Ờ, tôi đếm cho, tôi đếm cho. Ông vô nhường tôi. Một. Hai. Ba. Cái gì vậy? Sao ông còn mạnh như vậy? Ông làm thiệt coi. Ê. Có lên, có lên, có lên. Ê. Ê. Không có giật nha. Anh chơi ăn gian dữ vậy. Sao anh chơi ăn gian dữ vậy? Ông gồng, ông phải vậy nè. Ê, từ đoán ông gian. Ông làm gì coi. Ông nhẹ răng ơi, em làm gì vậy? Ông mình biết thôi, sao tôi gồng lại ông? Ông bị xì hơi, ông thở không được. Ông nói. Ông tại đèn chi? Ông vậy rồi đấy, ông không có xì hơi. Đó, đúng rồi. Hèn chi ông vậy nè. Mở ra là ông thua liền. Nói giỡn chứ anh uống vô em bao. Không, không uống rồi. Vậy cho em mượn cái bình nước uống cái, mệt quá. Mệt quá. Lực. Sao anh bảo chơi vô làm? Làm miếng trà đường. Dạ, mới nghe nói nghỉ mệt mà. Trời ơi, ăn xoài chấm muối lấy xe đồ. Anh em tắm à? Hả? Anh em chụp tắm. Chụp mà đẩy quá vậy. Trời ơi. Ê, mặt ông giống diễn viên hài Tam Thanh nha. Cười coi, chụp hình cười cái coi. Cười đi. Cười nhe răng cái coi. Đừng có bậm môi. Bậm. Súng răng kêu nhanh cái hoài. Lấy tiền chồng cái răng đi. Chưa đặt rồi mà chưa. À, bác sĩ hẹn ha. Hẹn. Mà đừng cái răng, đừng làm trắng quá nha, là bị bất thường nha. Anh Khánh ơi. Hả? Máy chạy, máy chạy. Chạy chạy bóp bóp em cái dai cái được không? Thiệt bóp bóp nè. Đó, đó, đó. Mỗi cổ dai gáy quá rồi. Ủa, nghỉ nha. Dìu nhẹ nhẹ cho tay theo thôi, dìu nhẹ nhẹ thôi. À, vậy đỡ mệt. Nhẹ nhẹ thôi, rồi, rồi tự động nó gớt à. Dìu nhẹ nhẹ theo thôi. Tẩy mệt quá. Mai từ từ ra, kẹt xe, kẹt xe. Đó, tôi thua vào đường đúng không? Một ngón thôi, một ngón thôi được rồi, một ngón thôi. Ok, ok. Vậy là nãy giờ chưa có người hướng dẫn đúng không? Cái ông kia, ông ra quậy tôi không? Nghỉ hết gạo rồi. Gạo mày ngồi nghỉ xa hơi chút đi. Vậy mới hiểu ha. Rồi. Khó quá. Cái bây giờ anh em mình á là công đoạn này á là đang hư cù đài tới tí. Dạ. Để chút xíu mình làm thêm công đoạn khác nữa là ở trên xe chuyền xuống. Dạ. Anh mời tụi em uống ly cà phê được không? Được anh. Mời nha, mời nha. Bình thường, bình thường. Tại vì ngày hôm nay tụi em chưa có tiền. Không sao, tụi em mời lại uống gì luật. Chắc cho em ly phê đá luôn quá. Hai ly phê đá nha anh. Uống phê đá luôn, giờ biết giờ phê quá rồi. Thương quá. Quản lý nào cũng như anh thì giỏi quá trời. Nha, để em hai ly phê đá gì, ba ly phê đá anh không? Anh uống gì kêu luôn. Rồi cắn chày chùa hả chứ ăn gì chàng. Đó. Mau về đây. Ủa ai cầm trái dừa tới kìa. Về bên bếp hồng tay cầm ai kìa. Cười lên tràn chứa môi ngâm tươi. Ê, ai vậy? Ai vậy? Gấp việc, gấp trời việc. Trời ơi, gấp việc tới là gấp việc tới, gấp việc tới. Trời ơi, Lâm Hồ. Dạ. Sao tôi dành mới tới? Hồi nãy giờ người ta khiên gạo dành mới tới. Trời ơi, bữa mới gặp bà con của Lâm Hùng ở. Dạ, em chào anh Quy Lực và Tiến Khánh. Ủa, quên, Quy Khánh và Tiến Lực. Dạ anh, dạ anh.
Rồi, hello anh. Dạ, hả? Dạ, khỏe. À, ăn nè. Mọi người nãy giờ khỏe em không? Dắt được, lây dắt được. Em mất anh coi nè, anh thấy nó rung không? Em, đáng lẽ nó tới đây hồi 5 giờ sáng rồi. Mà em biết mấy anh làm cực cho nên tụi em dừng lại để kiếm. Để kiếm mà nước uống cho anh thì ông nội tài xế ông bỏ ông chạy luôn. Là anh tới, anh giúp tụi em vui lắm. Yeah. Tới giúp tôi đừng có tới báo thì em mệt lắm rồi anh Hùng ơi. À, báo á thì chưa chắc nhưng mà giúp á thì là cũng chưa chắc luôn. Nhưng mà chắc chắn là một điều là hai anh sẽ được hai món quà thân thương từ em nè. Đó là đây gì? Em gửi tặng anh Huy Khánh trái dừa. Gửi tặng anh tiếng lùn trái dừa. Cái này bà con tặng hay sao? Cái này là của khán giả miền Tây nghe chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh về đây và khán giả tặng em. Em tặng lại anh ha. Không, em bán cho anh. Thôi xin lỗi. Bây giờ thôi. Em tặng anh hai trái dừa nhưng ông Phúc thì bán. Một cái này là 5.000. Rồi nó không có lỗ đâu mà mình. Thì bây giờ cái dao em bán thêm 10.000 nữa. Mưu sinh quá. Vậy thôi để em chặt giùm Phương cho. Hả? Em chặt giùm. Ai chặt 5.000 nữa là 20. Anh thấy uống không? Bây giờ tôi trả giá. Không lấy ông Hút. Rồi, chặt hai trái dừa 5.000. Tôi biết anh em có đi mua sinh, tôi cũng dạng hỗ trợ đó. Bây giờ là 5.000 thì chặt thôi 5.000 ha. Công đức vô lượng. Ừ, rồi, 5.000. Về nhà mà ở mình bào tiền rồi. Ừ. Rồi, 5.000. Rồi sao uống ba? Rồi ba nha. Nghỉ ngơi xong chưa? Dạ chưa. Dạ giới thiệu người anh Lâm được Hùng anh. Với lại người em Juno bên Rách Việt. Em chào anh. Dạ, em chào anh. Dạ, em chào anh. Hát cho ảnh nghe cái anh cho vô làm luôn. Dạ, phui phui phui. Đây, em cũng hát tặng anh câu kìa. Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mộng. À, bài tủ luôn anh. Bài tủ, bài tủ luôn. Đó, mê, 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 mê. Cho xuống giác gạo đi anh. Huy Khánh với Tiến Lực thì sáng giờ có làm rồi, hai em vô đây nay làm gì? Dạ em làm tất cả những gì mà có thể làm. Em cũng xin giới thiệu anh là đây là một cái nghề hơn 25 năm trước của em. Em ngày xưa là thuyền trưởng tàu sông, vận chuyển gạo từ Kiên Giang lên thành phố. Và ngày xưa gia đình em cũng làm gạo. Cho nên ngày hôm nay được quay về với những kỷ niệm xưa thì chắc có lẽ em nghĩ em cũng sẽ có những thao tác cũng rất là uyển chuyển. Là uyển chuyển. À bây giờ mình bắt đầu vô làm chưa? À, khoan cái này con này nè. Khoan gì hả? Là cái này là đây, 10.000. Đây anh chơi. Nãy anh hứa bao tôi 2 ly cà phê mà mỗi ly tới mười mấy hai chục lượng. Giờ đến nay hai trái có 10.000, trái 10.000 nãy hứa cho 10.000 á. Anh là có càng luôn không? Càng chứ. 10.000 hả? 10.000 hai trái đúng không? Hai chục hai trái. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi không tin ca sĩ Lâm Hùng xuống đây bán hai trái dừa 20.000. Ngay quê hương của ổng. Tính ra hai ổng có tiền trước mình luôn nha. Ê. Tài xấu nha, anh làm neo cho một bộ 20. Không có em ơi, đâu. Làm ở cái nghề mình á, bán gạo cũng bụi lắm, cần khẩu trang không? 50. Không, 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 không. Rồi thôi, dạ. xuống làm đi. Dạ thôi, bây giờ mình làm gì anh ha? Bốn người chia ra hai người một chỗ hay sao? Một chỗ, hai người phải không? Hai người một chỗ đi. Hai người một chỗ. Hay là một chỗ hai người? Chỗ. Cũng vậy không? Rồi bây giờ chia cặp ra. Đúng ra mình mệt á là mình chia mỗi người khỏe cho mình. Chứ hai mình mệt vô nữa là đuối á. Ở đây làm là sẽ chia tiền chung. Một tấn hàng là sẽ được 19.000. Ủa nó còn rẻ hơn hồi xưa 25 năm trước luôn á. Trời ơi ta trong nghề. Hồi xưa là em giác, em đi bộ. Còn bây giờ là máy móc băng chuyền một ngày nó nhập sức 500-600 tấn. Yeah. Giờ để công bằng hai anh em tù xì cái đi. Hai anh em tù xì cái đi. Thử cái coi. Bây giờ nếu mà thắng là bên nào? Tù xì đi, tôi nói cho nghe. Thiệt cứ tù xì đi. Ok. Rồi ông này thua nè, đi với tôi nè. Dạ. Thôi dạ, với em á thiệt. Đi, ông chắc thua chắn đi thôi. Chắc chắn là gì anh đúng không? Không có cái nào nhẹ đâu, đi qua đây. Dạ. Đây cũng là một cặp đôi hoàn cảnh nha cả nhà. Công việc này là phụ nữ người ta còn làm được. Anh thấy hai người phụ nữ gì đó làm không? Rồi dạ. Cái bao lên thì hai anh sẽ cầm hai cái đít bao cho bao gạo nó sổ ra. Rồi hai anh di chuyển lên trên đó thay thế hai chị đó xuống. Ơi chết rồi. Ủa sao nó tuột vậy? Trời ơi. Lên đâu rồi? Tuột đi. Gì? Sao tự nhiên nó tuột vậy trời? Thì nó chạy mà tuột vậy. Chị ơi, hai chị hướng dẫn hai anh em giùm ha. Hai anh em sẽ làm gì đây? Đây về đội của em nè. Chia ca lên qua bờ nè. Là mình dùng sao đây? Hai người một bao anh à. Vậy hả? Sai rồi. Chứ mà tại chống mới thấy được. Thảy chồng lên cái này người ta đâu có sổ bồ được. À là thảy nó làm rời ra. Rời ra. Dạ ok. Tới luôn có tay. Bắt đầu. Yeah. Giật cái góc gạo. Cái gạo nó sập xuống nha, mình nắm cái góc á. Đây, từ từ, nắm cái góc á. Rồi. Nhanh lên. Hai người nắm tay hả? Các cặp từ từ thôi, đừng có giật mạnh quá, nó mệt lắm. Từ từ cái xả gạo xuống gạo hả?
Vịnh bao được không? Rồi vịnh anh bên đây gì nè, hai ông vịnh gì nè, khoan đừng buông bao, ngừ về cái tay đây vịnh luôn rồi nó tiền qua tay đây cặp tay đây luôn. Ờ cặp gì đó rồi, à hiểu rồi. Rồi cái tay cặp gì nè, cặp vô vậy đó cũng nhàn lực á. Mà nó bị rối anh kia mà nè, thả nhiều là mình bị rối thiệt á. Nó cặp như cái tay ba anh bên kia á, cặp gì vậy đó, cầm nó nhiều. Ờ cặp gì đó, cặp gì đó. Ủa xem ra vậy là lực rành hơn anh luôn rồi. Ờ giục luôn cái, giục bao xuống luôn, giục bao xuống luôn. Giục. Cái này mình làm gì hát đi được ơi ha. Dạ. Mình hát bài gì trên đồng lúa vàng một bầy sơn ca trên đồng lúa vàng. Trời ơi, tôi sợ đủ cao. Chị Tư, bà Tư, lấy bà Tư. Lấy bà Tư. Tư ơi, Tư lấy giúp em Tư ơi. Luật ơi, hát nghe Luật ơi. Hát không được anh ơi, giờ em bị căng quá, em hát không nổi. Mà em căng quá vậy. Em sợ đủ cao. Thì vậy á. Rồi, thấy nè, thấy nè, hai ba thấy nè. Đó. Trời ơi. À, thì cái hàng kia là nó như vậy. Nè, một. Là em nhớ hồi đó nhà em bán gạo quá. Anh dùng cái bí này anh khách bí đó. Ồ. Bắt đầu chuyên nghiệp rồi ha. Bắt đầu mình quen tay rồi đó anh. Đúng rồi Juno, cái tướng em là phải vắt gạo rồi. Lộng. Ba má nhớ thăm nuôi tụi con kỹ kỹ nha, mệt quá. Ê khoan, kẹt xe. Kẹt xe rồi. Ô. Ủa rồi hồi chị xuống, bằng đường nào vậy? Đi xuống đường này luôn. Hai người lên cái em băng tải nó chạy xuống luôn hả? Thiệt không? Thiệt. Hai người ngồi á, chết mẹ, lấy mà tới. Ê khoan, kẹt xe. Kẹt xe rồi. Ôi, từ. Trời ơi, nó rung thấy ghê quá. Anh ấy ơi, từ từ lại anh ấy ơi. Chị là thừa đó, nó khích trái mà nó đung lên luôn á. Bình tĩnh. Tăng tiến độ đi chứ, tiến lực đang khỏe quá mà. Chậm quá, nhanh hơn chút nữa. Cái gì vậy? Mày khui đồ luôn hả? Ngược lại không? Có ngược lại á. Cái gì hoài vậy? Sorry anh. Đúng rồi, tao thấy mày lầm tay còn lẹ hơn á. Cái này nó lạ lắm với em á. Tại vì khi mà em kéo xuống thì em giật ra vậy nè. Dạ, dày do khỏe. Nhẹ xuống nữa. Ôi, điêu luyện quá. Thử coi. À. Hình như mày chỉ hát rap là giỏi thôi Juno. Ê, có nào về rap bài về gạo không? Dạ, hạt gạo làng ta nữa. Mà gạo làng ta có gì phù sa. Có mồ hôi mồ kê. Nhẹ nhàng thôi. Hôm nay xin phép góp vui một tiết mục văn nghệ. Hay quá. Từ nhỏ đam mê đi xem những rạp xiếc, ngây ngô nên bị gạt mic. Ngạc nhiên sang tới ngạc nhiên, vào ảo giác nên bị lạc mic. Ước được như David Copperfield, búng tay bay ra hạt tuyết. Mọi người không tin đó là skill, tất cả dự đoán chỉ là giả thuyết. I'm like wow, ai cũng tin vận may này, ai cũng tin vận may này.
không ai tin bàn tay này, không ai tin bàn tay này. Đúng rồi, làm được gì đâu tin. Anh Hùng với anh Lực bảo là làm rất tốt á. Bây giờ còn một xe gạo nhập lên, nó cũng tương đối lớn. Cần hai anh qua phụ với anh Lực với anh Hùng. Dạ ok anh. Đi lên núi cao, đi xuống bao la nông thôn đồng bằng, rời xa ồn ào để thấu hiểu nơi phẳng lặng. Gian nan khó khăn trước mắt sẽ là biết bao nhọc nhằn, nhưng đâu có sao vì thấy biết bao những điều tự hào. Thấy ai cũng bình dị, chân thật khiến lòng mình mê say. Thấy yêu hơn đời vì những điều ta trải qua mỗi ngày. Quyết tâm không thể dừng, ta thử thách những nghề đặc trưng, để xem ai tự tin là để nhất đưa si lên đi kìa. Ta sẽ thức dậy ra đồng bắc ca, đi lên nâng cao, ta hái trái cây trong vườn. Có đôi lần thấm mệt vì gian nan, đôi chân run run nước mắt có khi rơi lòng hoang mang, nhưng khi đi qua mới thấy trải nghiệm này thật xứng đáng, và mình luôn sẽ sẵn sàng. Thân xác hoang tàn không nhận ra. Ổn không trời, muốn chèo cổ không biết ngày mai có cái cổ nó có quay được nữa không nữa. Công việc buổi sáng thì tạm thời mình kết thúc, mình nghỉ ngơi tí xíu, đợi lấy tờ lãnh tiền xong mình đi về. Thì chiều sẽ ở đây sẽ làm tiếp tục. Các anh muốn trải nghiệm công việc khác thì tí xíu tôi sẽ giới thiệu công việc khác. Dạ công việc khác. Cho anh. Tụi em công việc khác đi. Sẽ có hai cái công việc nó nổi tiếng, đó là làng bột và làng hoa. Bột mình xây từ gạo ra để mình vô bịch mình bán trong siêu thị đó. Em làm bột được em nha. Làm bột cái được đó luôn. Là chắc tương đối là nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó cũng dính mình mẩy đồ nhiều. Không sao. Còn làng hoa thì vô đó cũng nhiều công việc như đây nè. Tỉa hoa, rồi trộn đất trồng hoa, rồi làm cỏ cho hoa. Rồi tí xíu tôi sẽ cho số điện thoại giới thiệu cho mấy anh xuống dưới. Dạ. Chờ lãnh tiền rồi nghỉ ha. Dạ chưa? Vũ Nô. Em tặng anh tấm hình kỷ niệm nha, rồi, gắn trong phòng nha. Rồi cảm ơn em. Tấm chân tình của tụi em gửi tặng anh, cảm ơn anh ngày hôm nay đã cho tụi em tới đây được trải nghiệm những cái giờ phút rất là mệt mỏi và có lương. Ở đây mình có gạo mót mót cho tụi em, miếng gạo mót em về em nấu cơm ăn được không anh? Thiệt. Ăn em sẽ cho anh gạo đặc sản, còn ba cái gạo này cần xử lý lại. Em có tấm hình, em muốn bán để em lấy tiền em mưu sinh, có ai mua không? Có ai mua giùm em không? Không mấy đổi gạo có không? Đổi gạo đi. Hả? À, qua đây có người đổi gạo, có người đổi gạo. Ông anh rất là dễ thương đã sở hữu cái tấm hình này. Và em sẽ đổi gạo. Anh trai tính cho em xin nhiêu gạo nè? Muốn lấy mấy bao, lấy đi. Ồ, dạ cho em xin một bao nha. Một bao, em được một bao gạo. Hả? Không? Dạ. Rồi đó. À. Đó. Cảm ơn chị. Rồi. Đó, dắt đi lên. Đây là... đây là thành quả của Lâm Hùng. Một tấm hình đổi với anh Hai Thơm một bao gạo. Mấy chục năm rồi mới vác gạo. Cảm ơn anh trai. Anh em ơi, anh em ơi Nô. Ủa? Của mình nè. Của mình hả anh? Lực. Không, em mà đổi bên kia. Không phải. Thiệt không? Thiệt, của mình nè. Ai cho anh vậy? Cái tấm hình hồi nãy đó là anh đổi bao gạo. Ghê vậy? Trời ơi, ghê lắm. Nè, em vác đi. Thôi trời ơi trời. Cho luôn á. Rồi bây giờ tập trung lại lãnh tiền nha. Dạ. Làm sáng giờ cũng được nhiều dữ á. Dạ. 900 mấy. Wow. 900 mấy mà trên bao nhiêu người trọng? Mừng ơi. Điều lại chia tiền lẻ đi, về ăn cơm nè. Anh Lực sáng làm trước nè, được 90 ngàn. Đó. Anh làm sau được 65 ngàn. Cảm ơn anh. Có biết xe đét không? Biết. Rồi cái chỗ làm qua là nó lên trên chính đường tỉnh lộ 848. Mình có số điện thoại không anh? Số điện thoại thì không có. Xuống à, tỉnh lộ 848 là vô cái làng hoa tự mình đi xin hả? Tự đi xin. Còn cái xưởng làm bột là xưởng của chú Tư Nương. Có số điện thoại là 0913. Dạ rồi. 787. 787. Rồi ok. Vậy là tụi em có thể kết thúc công việc và di chuyển khỏi đây được rồi phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Chào anh gái mình đi. Dạ anh, cảm ơn anh gái. Ủa anh nãy anh có hứa anh cho tụi em bao gạo. Đây. Này là bốn người về ăn chắc cũng mấy ngày. Củ ít lòng nhiều. Trời em chào anh nha. Vác bao gạo kìa. Đi bây thôi. Giờ bây giờ. Lượt ơi hai anh em mình nè. Trời ơi trời. Vác lên, đỡ lên cho anh vác.
Quay vừa nó kìa Uno. Mọi người đã muốn về nhà chưa ạ? Muốn à, mệt lắm rồi ạ. Ở chặng này thì có một điều đặc biệt, đó là các anh có thể sở hữu cơ hội được ở trong ngôi nhà chung mà các anh mơ ước nếu vượt qua được thử thách của chương trình. Đây là bản phác thảo của ba ngôi nhà chung. Rồi sao? Trong thử thách này, các anh có quyền nhờ thêm hai người dân tại đây để trợ giúp. Và chương trình có 7 câu hỏi, nếu trả lời đúng 3 trên 7 câu thì các anh sẽ được ở trong ngôi nhà trên tay của anh Khánh. Đúng 4 trên 7 câu, các anh sẽ được ở trong ngôi nhà trên tay của anh Luật. Và cuối cùng đúng 5 trên 7 câu, hiển nhiên các anh sẽ có cơ hội ở trong ngôi nhà đặc biệt đang ở trên tay của anh Hùng. À, anh Hùng đặc biệt hả? Vậy thì cất hai cái này đi. Anh Hùng là dân ở đây, không có chuyện gì khó với Lâm Hùng cả. Chỉ sợ Hùng không làm. Mời các anh nhanh chóng tìm thêm hai đồng đội để thực hiện thử thách. Anh nói xanh, em nói nghe. Anh nói đúng rồi. Chị muốn chơi, chơi game với tụi em không? Chơi game. Chơi game. Nhờ chị tụi em mới có nhà ở đó. Rồi chúng tôi đã sẵn sàng. Tụi mình là một đội đó. Một đội nha. Ở mỗi câu hỏi, mọi người sẽ có thời gian là 15 giây để trả lời. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, đọc đi. Yeah, let's go. Ai biết cứ nói nha. Câu hỏi đầu tiên, hãy liệt kê tên 10 loại trái cây có một hạt. Nhãn, chôm chôm. Nhãn. Ờ, cóc, cà ná, cà ná. Xí mũi. Bơ. Chôm chôm. Cái xấu, cái xấu. Bơ. Trái gì nữa? Trái gì một hộp? Thanh long. Không phải thanh long nhỏ. Trái, trái gì? Bột bông. Cái nho. Cái nho. Cái mít. Mít nào một hộp? Một muối đó một hạt. Trái sầu riêng. Mọi người chỉ có 7 đáp án đúng. Trời ơi. Trái nho của anh có rồi. Trái nho nhiều hạt anh. Ông nào nhắc tôi trái nho vậy? Sao mình thiếu trái gì ta? Trái giải ba ơi, trời ơi, trái giải. Câu hỏi tiếp theo, hãy liệt kê tên 10 loại thực vật màu tím. Thực vật là cái gì? Thực vật là cái gì? Cà tím. Khoai tím. Củ rau dền. Đúng rồi. Khoai lang tím. Cây thuốc dòi tím. Trái nho, trái nho. Không, bằng lăng màu tím. Ừ. Không, lục bình màu tím nữa. Khoai mỡ. Màu tím, màu tím. Màu tím. Trái ớt màu tím. Tôi đi lên. Trái ớt màu tím. Bông hoa cà màu tím nữa. Bông hoa cà màu tím. Yeah. Chị ơi, trời ơi, chị đã giúp tụi em có nhà rồi, thấy chưa? Chị mà ổng ở lại là chết tụi em rồi. Câu hỏi tiếp theo, liệt kê tên 10 tỉnh miền Tây. Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre. Hết rồi, đủ rồi. Câu hỏi tiếp theo, hãy liệt kê tên của 10 loài động vật có 4 chân. Heo, mèo, heo, cháu bò, cửa, khỉ, cá sấu, cọp, cá sấu, sư tử, chó, con chó. Đủ rồi. Con bò, con tê giác. Tụi tôi nè. Còn 2 câu nữa là được rồi bà chị, gán giúp em bà chị ơi. Gán. Mời chị qua nhà tụi em chơi luôn. Câu tiếp theo, hãy liệt kê tên của 10 loại bánh ăn với nước cốt dừa. Bánh đậm mì. Bánh đậm mì. Bánh bèo. Bánh bèo. Bánh chuối. Bánh ít chằn nè. Bánh ít chằn. Bánh bánh bột lọc. Bánh bột bát. Bánh khoai mì. Bánh đúc. Kè. Chè chua chân. Bánh chuối nước. Bánh chuối nước. Bánh mía. Bánh mía. Tôi thích ăn cái gì với nước dừa kìa tôi. Bánh mía với nước dừa. Bánh lăng. Anh Khánh và anh Luật giải thích như thế nào khi trả lời là bánh trung thu và bánh bía lại ăn với nước cốt dừa ạ? À? Tại vì anh ghiền nước dừa, anh ăn cái gì anh bỏ nước dừa, anh ăn cơm với nước dừa còn được mà. Ôi, ăn bánh trung thu với nước dừa luôn. Bánh khoai mì được, có chưa? 10 câu rồi. 10 câu rồi. Dạ. Trời ơi, còn câu nữa chị ơi, gắng giúp em mà chị ơi. Chúc mừng các anh đã hoàn thành 4 trên 7 câu hỏi, còn 2 cơ hội cuối cùng. Khoan, để mình đứng xa ra, nãy giờ mình chàn lại quá. áp lực. Rồi chưa? Liệt kê 10 ngày lễ ở Việt Nam. 20 tháng 10, 2 tháng 9, ngày 20 tháng 10, 8 tháng 3, 27 tháng 1 tháng 6, 30 tháng 4, 2 tháng 9, 20 tháng 11, ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 12, 26 tháng 3, 30 tháng 4, 30 tháng 4. Rồi đủ rồi, dư rồi. Có 7 đáp án chính xác. Sao vậy? 20 tháng 11 nè. 20 có mà, 20 tháng 11 luôn rồi. Chương trình có công nghệ VAR hiện đại để đảm bảo uy tín, các anh có thể xem lại Đệ Nhất Mưu Sinh tập 20 trên kênh VTV9 để kiểm tra kết quả nha. Sau đây sẽ là cơ hội cuối cùng của các anh để giành quyền sinh sống tại ngôi nhà đặc biệt. Mọi người cứ lên. Câu hỏi cuối cùng,
liệt kê tên 10 loại cá nước ngọt: cá chép, cá cha, cá mè, cá lóc, cá chê, cá linh, cá sặc, cá diêu hồng, cá rô, cá liềm kiềm, cá tai tượng, cá kèo, cá nóc, cá rô phi, cá la hán, cá la hán, cá tai tượng, cá cá lông, cá lông, cá heo, cá heo, cá heo, cá heo, cá heo, cá heo, đúng rồi. Kết thúc 15 giây, các anh đã liệt kê được hơn 10 đáp án đúng. Yeah! Điều đó có nghĩa rằng các anh đã xuất sắc hoàn thành thử thách và giành được quyền sinh sống tại ngôi nhà đặc biệt nhất. Yeah! Nhà xịn nhất. Cảm ơn anh chị. Có 4 trái dừa, mỗi anh chị mỗi người 2 trái nha. Trời ơi là trời vậy. Uống chơi. Cái này đem củi về rừng rồi ông nội ơi. Mấy anh em đi làm phim uống đi cho nó mát, ở đây nhiều lắm. Gánh. Mình lấy máy mình chụp tấm hình mình gửi tặng cho. Rồi chị cầm giùm em cái. Ông xã đợi ngoài phải không? Trời ơi, lắng kìa. Trời ơi, kêu ông đừng cọc nha. Dễ gì? Chị mới vừa làm một điều phước. Làm phước được phước, hồi tự động nó hiện hình lên nha. Đừng có thấy nó không có hình rồi bỏ, tội nghiệp tôi. Tay cái lực ơi. Rồi, cảm ơn. Bây giờ chúng ta về nhà chưa? Yeah, 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 thôi. Quá khứ của tôi với bao ngày tâm tôi, tương lai lạc lối nên rượu nồng đắng môi. Quá khứ của em là những nỗi ê chề, yêu trong đam mê nên nửa đời hoang phế. Nay ta gặp nhau trong tình yêu không hẹn đến, đôi mi rưng rưng khi đời ta tìm được bên. Thì thôi xin em quên đi những gì vắng đau buồn. Anh xin 10 ngàn, anh xin 10 ngàn, anh xin 10 ngàn. Em đã giả bộ cái mặt em quay qua chỗ khác rồi. Anh quên đi dĩ vãng đau buồn, anh quên đi anh Hùng ơi. Sau khi trải qua công việc đầu tiên thì các anh cảm thấy như thế nào ạ? À? Nặng nề ạ. Mỗi một sinh ngày hôm nay quá vất vả và vất vả. Nó khiến cho ký ức những ngày hồi nhỏ em phụ ba em bán gạo nó ùa về với em. Nhưng mà kể cả khi hồi nhỏ em phụ ba em nó vẫn không có làm nhiều thứ như hôm nay. Đúng rồi, quá nặng nề. Dạ. Đây, bàn tay chai sạn. Nè, trong kẻ tay nó còn có đất nữa nè. Hôm nay Lâm Hùng được quay về với ký ức của mình gần 30 năm trước. Hồi xưa là anh là một thuyền trưởng. Gia đình thì làm gạo, anh thì lái tàu, lái ghe chở gạo từ Kiên Giang lên thành phố. Mà ngày xưa thì công nghệ là giác bằng về từng bao xuống lực. Vậy hôm nay Lâm Hùng nhờ anh em mình đã ôm lại kỷ niệm. Cho nên Lâm Hùng đúng cho phải có cái anh em mỗi đứa 20 được không? Ba anh em mỗi đứa 20 là 60. À, chương trình đây cho anh mượn cái viết à? Bằng. Anh ký tên anh tặng anh em. Không được ghi nợ đó anh à. Bây giờ mấy anh em muốn kiếm tiền không? Ở tại chỗ này cũng kiếm tiền được luôn nè. Sao? Bác Tài ơi, dừng lên em cái bác Tài ơi. Như vậy ba. Hả, nhảy xuống sông bắt cá kìa. Ôi ôi, dễ bắt quá hà. Đôi khi anh hay cáo gắt với người ngồi kế bên lắm. Tôi buồn ngủ quá. Thôi anh nghỉ ngơi đi anh Hùng. Không, anh không nghỉ ngơi được. Anh mới mưu sinh chứ làm sao anh nghỉ ngơi được. Mà anh không nghỉ ngơi được thì mấy em không nghỉ ngơi được. Em nhìn mặt anh Huy Gánh thấy em thấy tuyệt vọng. Em thấy ánh mắt tuyệt vọng của anh khi anh nói rồi đó. Tối nay Lâm Hùng làm cái show này mới hay nè. Có hát rap, có hát, có hài, có MC. Đúng rồi. Mình chỉ cần hay kiếm quá. Cái loa thôi. Yeah. Yeah. Mình sẽ kiếm cái loa mình ra một phố đi bộ. Ủa đây có phố đi bộ à? Không, ở Nguyễn Huệ, Sài Gòn á. Ủa mệt mỏi. Trời ơi, tôi nể anh lắm luôn á anh Hùng. Thiệt á, mà nãy giờ anh làm tôi trầm cảm thiệt luôn á anh Hùng. Hình quá vậy. Cái hình giống trong nhà quá. Sao nhìn thật là vui vẻ. Wow. Vậy là không phải chỉ là bên ngoài. Không như không lời đồn. Không phải như lời đồn. Không phải như lời đồn. Đấy, có cái nào là cái nhà của cái người ở đằng trước là mình nhà cái mình ở phía đằng sau nữa không? Cũng có thể, cũng có thể. Sao mới vô là thấy cần người làm việc rồi. Trời, trồng cây, trồng rau, trồng cỏ cũng đẹp lắm nè. Hay là em thấy em nghi cái nhà lá sao cho mình ở quá. Ồ, cái nhà rộng ghê, nhà mới luôn nha. Cây gì bự quá nè. Hú hú hú, ta đã về nhà. Ngon lành. Chuyến này ổn rồi. Anh ơi, cái ruột thì ngon thiệt nhưng mà cái nết thì kỳ nha anh. Kỳ vậy? Đâu thấy có... Trời ơi, rồi. Trên nệm có để tờ giấy nữa. Xong phim rồi. Quả tới rồi, nằm đất với nằm nệm rồi. Đời không như là mơ, nên đời thương viết
chết yes. Của ta thật đẹp à. Bò gì vậy? Không đồng. Ờ vậy Nguyễn nhà bự là tôi Nguyên mình nằm cái húm cái này thôi hả? Rồi bây giờ thôi em lấy cái anh em nằm nghỉ đi, tôi đi làm đồ ăn cho mấy anh em ăn nha. Anh Hùng chưa có trải nghiệm căn nhà mà đồ nấu đồ ăn rồi. Đi khám phá đi anh. Khám thôi đừng có phá ba. khám thôi nha anh Hùng ơi, anh Hùng. Chà, trời ơi. Chà, những cái vật dụng kỷ niệm. Ôi trời ơi, cưng. Cái đồ anh em tụi mình anh. Anh Hùng, anh Hùng, cái này nó cưng anh Hùng. Cái này mới đúng là kiểu là Lâm Hùng Lý Lắc nè. Wow. Lý là Lý Lắc. Rồi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ta sẽ trở về mái nhà có sân vườn đầy hoa, trong nhà đầy hương, đồ dùng đầy đủ, khám phá để thấy rõ nét chân dung con người thiên nhiên. 200 căn lượt. Come on. Hả? Oh. Khám phá chứ đừng tàn phá. Nếu mà tàn phá là 200 căn. Ê mày thử bôi cái số 0 nó hiện lên hay lắm. Ê, đừng. Cho nó bị phạt. Bị phạt trừ vô tiền mình. Tiền nó có tiền mà. Có mấy chục ngàn rồi trừ 200, chịu gì nổi. Cái này là người ta nói là... Cái gì? Suy nghĩ không ra được vậy? Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Ai hoàng miếng nữa. Cái này lựa nhiều lắm á. Cái gì nữa? Đây nè, thấy không? Đồ ăn thấy không? Nhưng mà da có da gì đó, da môn quốc pháp gì nè. Đụng vô một cái là tiền. Không, cái này là để sẵn luôn là không có tiền. Phải không? Kiểu như resort người ta đãi vậy đó. Phải không? Chắc không? Tôi khoái món này nè, heo quay nè. Heo quay. Cá lóc mình làm gì ta? Cá lóc đồng nha. Cá lóc không? Cá lóc mình nấu canh quá. Hả? Cá lóc nhỏ mình nấu canh hay mình kho? Cuốc hà, ê có gạo luôn nha, vậy là mình gạo mình bán được rồi. Có đu đủ. Đây nè, đây là có thịt bằm mình nấu đu đủ, canh đu đủ nè. Còn cá này có thể là mình chiên, mình muối chiên hoặc là mình kho. Mình không có thời gian đâu, mình luộc hết đi có lẽ. Hả? Bây giờ... Chào mừng các em. Hết hồn trời hả trời. Chào mừng mọi người đến với nhà chung của đệ nhất mưu sinh tọa lạc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Yeah. Quá. Các anh thấy ngôi nhà này như thế nào? Tôi thấy căn nhà này thiếu một thứ mà tất cả những căn nhà khác đều có. Đó chính là tủ lạnh. Ê anh, có một cái phòng có cái bảng hơn trước kìa anh. 199.000 một đêm như khách sạn nha. Một đêm dữ vậy. Như vậy thì chúng ta phải đi kiếm tiền. Chúng ta phải làm gì để được ngủ căn phòng này đây? Mình hùng lại đúng không anh? Trời ơi, hùng lại nằm cái giường này hả? Không, em lấy chiếu, em ai nằm giường em lấy cái có bồn tắm luôn nha. Trời ơi. Ngâm bồn được luôn. Cái đó có tủ lạnh không? Không có tủ lạnh luôn. Wow, đẹp quá đẹp. Ê, bên này cũng có phòng nữa nè. Trời ơi, có mấy phòng treo thẻ luôn nè. À, 89 ngàn. Cái gì cũng có giá của nó, 89 ngàn là sao? Không có toilet không riêng nhỏ. Không có toilet anh, có đây nè, toilet đây nè. Chắc anh ngủ phòng này. Phòng tắm. Wow. Không có phòng này luôn. Wow. Vậy là 89 ngàn hai phòng. Hai phòng. Phải không? Ôi. Không phải, ở đây có bạn luôn. Ê, anh nghĩ bao nhiêu ngày tháng mình đi làm mấy căn nhà kia mình cực rồi, vô căn nhà đẹp mình ngủ xịn đi. Mình ngủ xịn bữa đi. Bây giờ mình làm nghiên cứu làm sao đó, cái bao gạo 50kg đó anh em mình bán. Mình lấy về mình rồi mình ngủ máy lạnh. Mình ngủ máy lạnh. Đúng không? Và nếu mà dư nữa thì mình đi mua cái tủ lạnh. Thôi bây giờ có thực mới giật được đạo nè, mình vô mình nấu đồ ăn đi rồi mình nghĩ tới chuyện. Trước khi mình nấu đồ ăn thì chắc là cho ekip mình chia sẻ một tí về ngôi nhà. Dạ, hiện tại thì ngôi nhà này đã được bổ sung đầy đủ trong khả năng của ekip. Mọi người cũng sẽ thấy rằng là ngay cả bếp cũng sẽ có những vật dụng hoàn toàn mới nằm trong hộp, nên sẽ có những đồ đầy đủ để có thể cung cấp về mức sống của mọi người. Nhưng để có thể ví dụ như những nhu cầu cao hơn như tủ lạnh hoặc là những vấn đề khác về phòng ốc, máy lạnh thì chắc là mọi người sẽ phải tính toán và chi phí cân đo trong cái quá trình mình ở chặng Đồng Tháp này. Bao nhiêu tiền thì ekip đã đem thuê nhà hết rồi, không có tiền để có thể hỗ trợ những vấn đề khác. Em chỉ sợ đồ ăn mình người ta cho mà không có tủ lạnh mình để vô nó hư thôi. Em hùng 50 ngàn. 50 ngàn làm gì cưng? Mình làm gì đó? Không làm được gì luôn á. Không làm được gì á. Cái phòng bự bao nhiêu tiền? 200 hả? 200 là người có 50. Thấy chưa? Mỗi người thấy chưa? Mỗi người 50. Không, anh là anh đăng ký riêng một phòng 89 ngàn. Anh có 80 mà anh dám xài 89 ngàn. Anh bây giờ anh có 80 nhưng mà anh nghĩ từ đây tới chiều anh phải kiếm ra khoảng 800 ngàn. Wow. Bởi vì mình ngủ mình có sức rồi mình mới làm việc được. Tùy vào quyết định của anh. Nhưng mà nếu như trong trường hợp
mà anh không kiếm đủ tiền để chi trả những chi phí của phòng, anh sẽ phải nhờ sự hỗ trợ của những đồng đội. Không. Ai hỗ trợ ai đâu trời. Không, nói thật sự là anh phải nghĩ trong đầu là phải có trong tay là anh quyết định anh ở trong phòng đó. Bây giờ mình nên xuống nấu cơm vừa ăn vừa bàn. Còn hơn đứng đây mình bàn nó cũng không ra gì. Bây giờ anh em mình ai là người nấu ăn giỏi nhất nè? Anh từng ai từng nấu ở nhà nè? Đây. Rồi, anh em mình đi. Hai anh em mình ha. Ừ. Bây giờ mình khui ra những cái món đồ này. Ủa, món đồ mình cất mấy món đồ này ra sau lưng đi. Anh Khánh, mình đã nấu canh đu đủ với anh Khánh. Canh đu đủ thịt bằm. Đây, để em sẽ nấu cơm cho. Chén đủ bốn người ăn không? Dạ, hai chén. Ăn dữ vậy hả? Em không biết nữa. Dạ. Thiếu không ta? Tôi thấy em có bộ ham ăn cơm rồi đó. Đập hết luôn rồi mình. Vậy mày chừa cho mấy anh ở lại anh ăn nó chứ. Mày đập gì đập quá vậy, 5 cái thôi. Em ở ngày em đi, tụi anh còn ở lại 2-3 bữa nữa. À, mình bỏ thịt vô. Anh nghe mùi thơm rồi nha Khánh ơi. Trời ơi, phải thơm thôi. Anh Khánh nấu ăn ok mà. Đợt trước anh Khánh nấu cho tụi em ăn không á, đau bụng quá trời. Em đổi vô luôn nha. Rồi đổ vô đi, đổ vô đi, đổ vô đi. Đổ vô đi. Đổ vô. Đó. Rồi bây giờ mình muốn ngọt nước như xương hầm thì bây giờ mình sẽ cho hạt nêm vô, cho một ít hạt nêm vào là nồi canh này nó sẽ đậm đà tròn vị. Đó, ngọt nước hầm xương nha các bạn. Đó, giờ chờ cái nó sôi lên nha. Ngoại. Đâu? Vô nếm với con cái nồi canh cái ngoại. Trời ơi, ngoại làm con căng thẳng quá vậy. Bây giờ là em đã nêm chưa? Dạ, bà ngoại yên tâm là vì cái nồi canh này là không có xương cho nên con đã bỏ. Hạt nêm cà no từ thịt thăng, xương ống và tủy. Một chút xíu vô cái nồi canh này thôi, cái nồi canh của con là sẽ tròn vị đậm đà. Ý như là hầm từ xương vậy bà ngoại. Phan nè, cưng lóc có thịt thì ra trước. À, được rồi, đây. Khánh ơi. Hả, gì nữa? Đúng là ngọt như là xương ống hầm luôn á. Đúng, không? Rồi giờ để cho cái vị ngọt của cái đu đủ nó ra nữa là mình sẽ có thêm cái ngọt từ cái trái cây. Tới rồi. Tới rồi. Hay. Tuyệt vời. Lẹ đi làm nè. Rồi dứt thôi. Wow, mời mấy anh em nha. Em mời mấy anh ăn cơm. Anh sẽ húp miếng canh của em nè. Anh không ăn cơm cho nên anh húp canh đúng không ạ? Được, anh Hùng là không ăn cơm. Anh không ăn cơm. Nhưng hôm nay đi làm anh ăn xíu cơm đi, nó mới có sức thiệt. Không hồi đuối á. Anh nghĩ anh húp chén súp này là ngon rồi, anh ăn thêm đu đủ nè. Và anh kiêng luôn ha. Anh kiêng luôn. Anh giảm cân. Anh lẹ mình đi làm bột với làm hoa nha. Có hai cỡ. Anh đã sẵn sàng. Không, giờ em vô anh thay đồ đây. Cá ông làm ngon quá. Chết rồi, Lực ơi. Em đây. Mưa cái này là tiêu rồi Lực ơi. Dạ, em buồn hiu rồi anh trai. Rồi, bây giờ nè, trời như vậy, mưa như vậy là làm sao anh em mình đi làm hoa đây? Mình không thể đi bán hoa trời này được rồi. Em có thể nào tháo cái khăn không? Cái khăn này mà là làm cho trời mưa nè. Trời ơi, bây giờ sao tính sao đây em trai?
Bây giờ mình chỉ có một nước duy nhất thôi là mình đi vô, mình xin ông Khánh đi qua làm bột chung luôn. Mà làm bột làm trong nhà hay ngoài trời? Trong nhà chứ ai làm bột ngoài trời, trời này làm bột ngoài trời vậy? Anh hỏi thôi, bây giờ là em chắc chắn là được đúng không? Được, được. Trời ơi, không lẽ giờ ổng bỏ hai anh em mình đây. Anh Khánh ơi. Dạ. Bây giờ vậy nè. Anh ơi anh. Qua đây, qua đây, qua đây. Mưa. Hình như tôi thấy ông mặt ông Khánh làm như là mệt đúng không? Mệt đúng không? Bị sốt quá, bị sốt. Mệt đúng không? Tôi làm cho massage cho. Đây nó hơi đau xíu nữa nè. Ừ, được nước làm tới quá. Bây giờ sao mà muốn đi làm một chung đúng không? Rồi giờ vô gọi chú Tư cái đi ha. Rồi. Anh nghĩ chú Tư cho bốn người làm luôn. Giờ mình phải bảo bọc chứ. Thầy khỏe không? Dạ, cho con hỏi phải chú Tư nương không ạ? À, đúng rồi. Chú ơi, con là diễn viên Huy Khánh đó chú. Dạ. Con đang tham gia cái chương trình mà Đệ Nhất Mưu Sinh đó chú, với anh ca sĩ Lâm Hùng, với diễn viên Tiến Luật và chuyên hát nhạc chế lộn nhạc rap Suno Boy gì đó. Dạ con Lâm Hùng chào chú Tư Nương. Dạ làm bột của chú Tư Nương. Biết cái bài sét đánh ngang tai chưa? Hay là chú Tư ơi, chú hỏi mấy người công nhân nó có mệt không? Con lại có đấm lưng cho con được nữa. Chú Tư ơi. Dạ, tụi con có bao gạo mà bây giờ chiều nay mưa quá tụi con không biết chia sẻ đâu, không mấy bây giờ không, chú không có mướn tụi con thì thôi chú có thể mua là giùm con có bao gạo 50kg để tụi con có tiền để con trả tiền phòng không? Không có bao đâu, cái tiền phòng mà nó có tiền đó, tôi chú không mua mà chú nói nhiêu tiền phòng chú cho, chú ứng cho chứ mắc gì phải mua bao gạo. Trời ơi, công đức vô lượng chú Tư ơi. Con cảm ơn chú. Dạ, tiền phòng 13 triệu chú Tư ơi. Mình nhắn số tài khoản chú Tư. Tắt luôn. Chú Nương cấn máy. Chú Nương gọi lại nè, chú Nương chắc suy nghĩ hay gì đó. Dạ. Dạ, nghe chú Tư ơi. Chú Tư cũng định nói với chú Tư trẻ, tôi nó có làm cái trao bột nữa đó. Trao bột. Con rể chú hả? Con rể chú hả? Dạ, con rể. Có chồng chưa làm rồi. Ăn sáng cuối đường hầm. Dạ, dạ chú nhắn cho con, chú đọc con cái địa chỉ. Bây giờ chú ở đâu nè, con ở căn biệt thự to lắm mà con không biết nằm đâu, tại con đường chiến xe nhân ái chở tụi con vô căn nhà tình nghĩa chú Tư. Xong cái giờ con cũng không biết con địa phận nào nữa, chú Tư nói cái chỗ chú Tư đi. Bây giờ đây, bây giờ chung lên xe đó, chú chạy cái không biết sao mà chạy đợi cái cầu ngã bát là đường 646 nó chạy. Dạ. Là cái cầu ngã bát, phía bắc hồ đi vô là nằm bên ngay giống cầu, có cái bảng công ty cổ phần tinh bột xanh gọi. Dạ. Là rẽ ngay vô đó là ngay chốt luôn. Dạ, con sẽ sợt công ty cổ phần tinh bột xanh. Dạ. Con rể chú tên gì chú Tư? Tên thằng Hải. Dạ anh Hải nha. Dạ con Quang nói chú Tư giới thiệu ha. Rồi tới giờ chú Tư chút mấy nghe. Vậy đi chứ. Đi chứ. Đi. Mình rời đích khỏi cái nệm đi chứ ngồi thấy ngồi được ngồi hoài nha. Cái dòng trời mưa đó anh, tự nhiên cái mình xiên hẳn ra à. Ngoài trời thì đang mưa rất là to, gió thì giật rất là mạnh và sức khỏe của anh Khánh từ sáng đến giờ không được tốt, thậm chí là đang có dấu hiệu bị sốt. Nên chương trình có một gói di chuyển mang tên là chuyến xe nghĩa tình với chi phí là 60.000 đồng một xe một chuyến 2 chiều để hỗ trợ mọi người lúc khó khăn. Vậy thì không biết các anh có muốn sử dụng không ạ? Đi về là 60. Đó là người 15.000, tính ra là chuyến đi là 7.500 người. Đấy, đồng ý không? Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, ok. Rồi đi thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Let's go. Thông báo với anh Lâm Hùng một tin rất vui nha. Sao em? Chưa có trận nào trong hai mùa Đệ Nhất Mưu Sinh mà mưa tầm mưa vậy. Đúng. Anh tới là quả tới. Hả? Tại vì hồi nãy vô cái nhà là anh thấy Nhi Nhi rồi, đằng trước vô là cây mai, cây dừa là dừa, mai là dài mưa là thấy là Nhi rồi. Anh thấy không? Ghê thiệt trời. Mưa mà tụi em trôi xong lạc vợ luôn rồi nè. Ví dụ như bà con mà trồng cỏ Nhật nè mà mưa kiểu này là mệt rồi đó. Trời mà cỏ nó bị úng. Như nãy làm gạo mà mưa vậy là đúng. Thúi quắc luôn. Trời ơi, hồi xưa anh làm gạo là cực lắm. Mà trời mưa này là để mình che không kịp. Dạ, đúng là, rồi. Là ướt mình đền chết. Làm bài tặng cho em. Làm bài hát coi anh ơi. Cơn mưa chiều nay. Ừ, cơn mưa chiều nay đây. Đi anh. Cho em chào pháo tay đi anh em. Rồi. Một mình anh ngồi ôm nỗi cô đơn. Em chia tay ra đi để lại đây. Con tim anh bị thương. Đau cơn đau tình yêu. Em ơi sao đành tâm chia cách. Xin lỗi, anh quên lời đó. Trời ơi.
bị sang chính đó. Có tin được không? Go. Xuống Khánh ơi, xuống hành nghề Khánh ơi. Anh Hùng ơi, vô thương lượng với anh Hải nè. Hả? Anh Hùng vô thương lượng với anh Hải nè. Anh nghĩ là em nên làm điều đó đi Khánh. Không, anh tên Hùng, anh thương lượng với anh Hải, anh mới sợ. Gõ cửa đàng hoàng, cốc cốc cốc. Dạ, chào anh. Hello anh. Anh là Hải hả? Dạ, em Hải. Dạ, chào anh Hải. Dạ. Anh Khánh. À, chào anh Hải, giới thiệu anh Hải là anh Hùng. Dạ, anh Hùng. Chào anh Hải. Anh em làm thân nhau đi. Ô, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Hải Hùng, dễ thương quá. Đây là sản phẩm của cơ sở làm phải không anh Hải? Dạ đúng rồi. Em ở đây là trung tâm của làng bột Sa Đéc. Thì tất cả các sản phẩm mà làm sau bột gạo. Anh Hải, ngày hôm nay tụi em tới đây nó cũng hơi muộn á. Dạ, bên đây vẫn còn đang làm. Dạ, thì nhận 4 người anh Hải ha, tại mưa quá, không lẽ tụi em chia nhau ra đi làm hoa đồ này nọ mà mưa quá. Không thì chia đó, tại vì ở đây thì tụi em có cái khu bên sơ chế nè, với có một khu bên đóng gói á, chia ra hai bên cũng được. Ok. Bên em làm ví dụ người lao động phổ thông á sẽ là 200.000 một người. Rồi một ngày là 8 tiếng không? Thì chia ra là 1 tiếng 25.000. Dạ. À, thôi mình đi làm đi anh chứ trễ giờ quá rồi. À, thực ra thì công ty của em là không có nhận theo kiểu làm theo giờ đâu. Tụi em nhận là nhân sự là full time. Nhưng mà mấy anh đi qua đây là giống như kiểu mình thấy đáng thương quá. Những đứa trẻ cơ nhở rồi đáng thương. Cơ nhở. Cho nên là em sẽ nhận theo giờ thôi. Rồi em cũng trả tiền theo giờ thôi. Chỉ duy nhất hôm nay không có mất công là. Dạ cảm ơn anh. Em nói anh nghe nè, làm phước được phước. Rồi bây giờ Tài dẫn anh Khánh với anh qua bên kia. Còn dạ, em dẫn anh Hùng với anh Lực qua bên khu đóng gói. Đi. Dạ. Chúc anh em may mắn nha. Dạ. Cũng khá ngỡ ngàng nữa nghe Lực ơi. Dạ. Sáng đi làm gạo rồi thì mình cũng đã có chuyên môn. Mà cái này thì chưa có chuyên môn chưa lắm. Chưa có chuyên môn lắm. Cái này là tụi em đang là phân loại rồi đưa vào thùng cái ống hút gạo á. Đây là xuất khẩu luôn. Mình xuất khẩu đi nước nào nhờ nhiều nhất? Tụi em đi Ba Lan, đi Úc, đi New Zealand là nhiều nhất. Việt Nam mình chưa cấm nhưng mà nước họ cấm ống hút nhựa luôn. Bây giờ trước tiên là anh phải đeo bảo hộ ở trước. Thế là bây giờ anh là phân loại cái tiêu chuẩn về ống như thế nào. Rồi khi mà anh phân loại thì anh thấy được là cái ống nào cần phải loại ra. Tức là hai anh hình dung là cái ống hút gạo của tụi em á là nó phải đảm bảo cái độ thẳng này, không bị móp, không bị mẻ, đảm bảo tiêu chuẩn mới được xuất đi. Loại nào đúng không? Dạ. Loại 2 thẳng là loại 1, nó hơi cong cong là loại 2. Tức là loại 2 tụi em có thể bán rẻ hơn. Nếu mà mẻ hay là nó móp đầu thì bắt buộc phải bỏ ra, giống như bỏ phế phẩm vậy đó. Mình bỏ ra rồi mình nấu lại, mình nấu. Được, cái đó cũng được. Ôi. Không vác gạo nữa đâu em, không vác gạo nữa đâu. Hả? Vác gạo nữa hả? Không vác nữa, ok ok. Đây là bún rau chùm ngay. Bây giờ anh nào làm ở đây á thì anh giúp em là đeo bao tay với lại khẩu trang với lại cái nón chùm đầu. Chúc rap anh nghe bài nha. Dạ, ok anh. Vui 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 vui. Dạ. Biết luôn hả? Biết nhớ. Rồi, vui vui vui. Dạ, nói tiếng lắm. Vô nè, hồi nó bươi bươi bươi, hồi là hư hết rồi. Em lỡ bươi bươi bươi, anh đừng có thổi 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 em nha. Anh lên đó treo thì anh khách à. Mình nắm sao để nó bằng 50-50. Anh treo lên xong rồi anh cho lại. Hiểu phải không? Anh treo anh canh đều giúp em cái đầu cái đuôi nè. Dỡ lên cho nó đều cái đuôi luôn. Dỡ lên cho nó bằng nhau hết. Ờ đúng rồi, sau đó anh banh ra cho đều. Mình mà làm chậm là nó bị khô phải không? Đúng rồi, nó khó làm hơn, làm nhanh nó mới dễ. Anh Juno ở đây có bạn này làm nó chắc được. Anh bây giờ anh vô đây anh nghiền trong cái phòng nghiền này giúp em ha. Nghiền gạo lứt cho em ha. Rồi anh cứ đeo vào tay nữa đi vô đây làm luôn. Thì mọi người sẽ làm như thế nào anh ha? Rồi, vô đây em chỉ. Bây giờ anh làm anh không dám nói chuyện luôn á Hằng. Anh sợ anh làm lộn quá, tại vì cái này mình đi xuất đi nước ngoài mà lỡ mà mình làm mà nó không có chỉnh chu á rồi ảnh hưởng. Nhiều khi nói anh Hùng ta cũng tha thứ. Hả? Ở nước ngoài người ta đâu biết anh Hùng là ai. Người ta biết sản phẩm của mình là chất lượng hay không thôi.
Anh nói sao chứ nước ngoài tao biết anh hết á anh Hùng mà. Thấy cái ông nào mà lý lắc là anh đó. Nãy giờ anh không có dám nói gì tới em luôn á Lực. Em Lực cái bưng thêm ba đó đi Bánh. Hả? Anh Lực ơi, anh gán đi hồi công ty em giao hàng, anh lên xe tiếp nha em. Hả? Sao Lực ơi? Nay giờ chị Trang nhà không dạ, ra. Dạ, từ em đang thở em trai. Thôi ráng đi cưng. Mưu sinh mà. Chứ mấy em gái ở đây mấy em cũng khiêng không? Nghe chưa Lực? Hả? À? Người ta là phụ nữ, người ta cũng khiêng không kìa. Nãy giờ tôi đâu để phụ nữ làm gì đâu chứ. Thằng cho Hùng làm cái công việc là nó nhàn rỗi hơn xíu là dán băng keo. Đẹp trai là có quyền. Anh Hùng hôm nay anh Hùng nhiêu tuổi anh Hùng? Trên app thì hai mấy rồi cưng, còn ở ngoài tới 46 rồi. Anh Hùng nhìn ông trẻ hơn tôi thôi chứ ông lớn hơn tôi 5 tuổi đó. Hú hồn chưa? Không quan trọng là mình bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mình bước ra đường người ta nhìn mình bao nhiêu tuổi đó. Đúng rồi. Người ta nói tâm sanh tướng á Hằng là có thiệt, em thấy anh đẹp không? Đẹp. Bởi vậy tâm anh quá tốt mà. Anh tốt quá mà Lực. Dạ không anh Hùng. Bỏ luôn. Nghĩ không làm thì không lấy tiền luôn. Có đi làm mà bị làm nhục quá chịu gì nổi. Gán anh ơi, để gì chứ đó là sự thật rồi. Em mà sinh năm 2000 hả Bích? À trời ơi, 90 mà nhìn em trẻ như năm 2000 vậy đó. Tôi nãy giờ tôi không nói chuyện lùn cao nghe. Tự em biết thân phận. Ý là em nói tôi không biết thân phận đó hả? Cứ bài lẹ anh Lực ơi. Ngày xúc tới em tắn luôn đó anh. Xúc xong có bữa là diêm cánh luôn đó anh. Trời ơi, vậy lại đây ai cũng diêm cánh hết rồi hả? Bữa nào mà xúc xong là về hai cái cánh mỏi, dở lên mỏi đó. Một ngày một tấn. Hy vọng một ngày nào đó khi mà Lâm Hùng cũng như Tiến Lực và mấy anh em đi diễn lưu diễn nước ngoài lại sử dụng cái ống hút của chính cái nơi mà mình đã từng phụ anh chị em để làm. Phải quên, anh chưa dán cái keo để thôi. Anh lại em muốn bắt anh nói chuyện hoài thì Lực ơi là Lực. Cái này là gạo lứt. Dạ. Gạo lứt đỏ, gạo lứt nước rồng mình sẽ đổ vô trong đây để nghiền. Đúng rồi. Dạ. Đổ vô trong đó. Bây giờ mình ngồi mình canh. Canh nó gần xuống cái bắt đầu mình đổ vô thêm. À ok ok. Bây giờ nè, trong thời gian này do gạo luôn. Là do cho anh 420kg gạo nha. Lấy gạo làm trâu á. Mây màng, mây mùng gì vậy đó. Cái này cũng hơi đơn giản, không có cần phải cầu kỳ lắm. Quỳnh Anh hả? Tên gì? Mấy em ơi, anh hết mệt rồi. Oh. Rồi uống nước rồi em bán nè, ăn chai 20 à. Em thì dạy dành uống, em có rồi. Để dành uống. Sao mà phủ hoàng với ông anh em dữ vậy? Bà giả, bà giả, bà mới tát vô mạng tôi một cái đó bà giả. Vô!